Vâng. Đấy. Form dáng nó bay bay như này. Bay như này. Đấy các bạn nhìn. Đấy. Một đợt vừa rồi em còn đang nuôi những cái rễ nó buông nó ôm vào cổng này. Thả cả trên này xuống đây, trên ngọn xuống cho nó ôm vào cái đỉnh cổng này. Đấy. Cho nên đang để hơi bẩn bẩn tí các bác thông cảm nhé. Đấy. Chú chị ơi, như đêm hôm qua là đã hẹn là hôm nay làm cái cây xanh lá móng này các bác. Đẹp quá, lá đang độ đẹp nhất đấy các bác. Già rồi, lá bánh tẻ, lao xào. Đấy, thì tranh thủ làm để đón đông này. Đấy, thì khi mà nó ra lá là nó rét là vừa. Thì các bác nhìn này, một cây lá móng rất hay. Tổng thể cả tiểu cảnh, không cả phối cảnh cho đến dáng thế rất là đẹp, lá thần côn hài hòa, nó một cây hoàn thiện rồi, chỉ làm dăm bông cho nó mượt lên thôi. Đấy, ý tưởng của bác chủ cũ là bác cái đang phối cảnh kiểu như là cổng cổng thành Thăng Long này, các hoàng thành này 1010 này, hoàng thành Thăng Long này. Đấy. Thế thì đợt vừa rồi tôi có về, tôi bóc hết gỡ hết dây thép. Vì bác cái vào dây thép, toàn bộ răm bác vào dây thép, mà tôi thấy nó không cần thiết, là răm nó bông là đã hòm hòm rồi, không cần thiết phải vào dây thép, dây nhôm ấy. Đấy các bác nhìn, cây rất hay, rất độc đáo. Độc đáo. Không có cứ là mình phải chơi đầm đùn nữa các bác nhé. Cứ cây đẹp và hợp lý là tôi chơi được. Đấy các bác nhìn này, đa dạng chút, mình mới chơi đúng không? Đa dạng chút. Đấy, thì bây giờ thì bóc ra thì răm có thể nó mỏng thưa, bởi vì là tôi vừa rồi tôi mới tháo dây thì nó còn bỏ đi nhiều á. Nhưng bây giờ thì sau một hai lứa nữa thì các bác nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Bây giờ nuôi lá thì nó là ok lắm rồi. Rồi, trình bày các bác như vậy, đang độ lá rất đẹp và bây giờ tôi bóc ra các bác nhé. Trình này thì hơi lâu các bác thông cảm nhé, hơi lâu.
Nắng tẹn giòn thơm quá, mùi rất thơm, mùi thơm thơm mát, nhưng không khác nhiều. Cơ bản nó hết bỏ chỉ được, nhưng không mùi khét. Nhưng phun thuốc chưa bỏ.
bác chưa lâu lắm rồi mới được vặt lá một cái xanh nhiều lá thế. Cứ nghĩ nó mỏng nhưng nó không mỏng đâu các bác. Dầm dày lắm rồi. Đấy, rất ngon đấy các bác. Tôi làm cây này xong thành một cây rất nghệ thuật các bác nhé. Rất nghệ thuật và có cốt truyện ở đằng sau. Xa chút các bác nhìn thấy tổng thể nha. Đấy, dăm bay chưa? Bây giờ chỉnh dăm các bác nhá. Vừa nãy là vệ sinh tí thôi để nhìn nó lộ ra thôi. Bây giờ mới lá đẹp nhất trong các loại lá. Lá bé tí các bác, mà giòn, thơm. Đấy. Để chỉnh vào những cái nào mà xiên xẹo nhặt hết.
Ồ, may quá, có đôi này. Mong mưa lắm. Thank you.
Hoàn thành rồi. Nhặt thì bây giờ nó hơi mỏng một chút, nhưng mà chẳng mấy mà nó dày chi chít được các bác. Đấy, form dáng nó bày bày như này. Bày như này. Đấy các bác nhìn. Đấy. Một đợt vừa rồi em còn đang nuôi những cái rễ nó buông nó ôm vào cổng này. Thả cả trên này xuống đây, trên ngọn xuống cho nó ôm vào cái đỉnh cổng này. Đấy. Cho nên đang để hơi bẩn bẩn tí các bác thông cảm nhé. Đấy. Đấy. Nhìn bay bướm phết các bạn. Nó cây thuộc dòng cây nghệ thuật các bác nhé. Có phối cảnh, có câu chuyện gửi gắm ở trong này. Phối cảnh là cổng Hoàng Thành Thăng Long, đấy câu chuyện là rời đô đấy, đại loại vậy. Câu chuyện lịch sử. Đấy. Chứ không đơn thuần chỉ là một cái cây như thông thường. Đấy thì hôm về thì cái tạnh này nó còn vảnh trên này thì em đã hạ nó xuống dưới này rồi. Phẫu phần âm hạ xuống rồi. Cây lá móng như này là cực kỳ già quá nhỉ. Già vô cùng đấy. Bác tưởng tượng cái lá móng nó cốt nó ít có cái loại cốt to lắm. Mà như này là nó rất già rồi. Đấy. Lá răm hơi to nên mình view nó không, mà đứng gần thì không hết được các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa, giống cây mùa đông chưa. Đấy. Rồi ok, cảm ơn các bác nhé. Bác nào gần thì qua đây ngắm tác phẩm bác nhé. Đấy. Nó hòm hòm thì các bác ngắm nên dễ chịu hơn là ngắm phôi các bác nhé. Chúc các bác ngủ ngon.